Rồi xin chia sẻ anh em nha, một pho dúi cực kỳ lùng lực nha anh em, bề đế vip nha anh em, bề đế chảy vip rất đẹp nha, cụ này quá lùng nha anh em nha. Nhiều 16. Rồi cây có quanh tổng sát gốc này đó là 160. À, cây rất là lùng lực nha anh em. Chiều cao là 140. Chiều cao là 140 và hành gốc là 160 nha. Cây có chân bề đế nè, nắm vô. Cây rất khủng nha anh em. Cây này trọng lượng nó nặng khoảng tầm 400 kg nha anh em nha. Để chạy nè. Rễ nào rễ nấy rất to nha anh em. Chỗ này thì nó có cái mạch lũa thép âm thân nha anh em nha. Anh em con này đang cuốn kéo ra nè. Rễ này nó đang tạo cái củ quặng nè. Cốt cây nhìn rất là nạc nha anh em. Cái cốt cây nhìn rất là nạc cây nha. Cây rất là lùng lực. Cái mà các thân là người ta, người dân nào cắt củi anh em. Bây giờ là nhấc những cái chi chốt cành lên nha anh em nha. Dạ cây. Cây nó đóng cái chi tử nữa. Hay quá anh em ơi. À, bye bye. Cây nhìn rất là lùng lực cây. Anh em nào hợp thì liên hệ nha anh em. Chào anh em.